Dạ, này là sao vậy chú? Cái này cái đẹp đó đã cúng cho đó, nó đốt cái này nó mới xuống dưới nó nhận tiền bạc nữa nè. Dạ, cái này là theo bên đạo Hiếu Nghĩa đó. Đạo Hiếu Nghĩa đó. Đó là những cái đẹp. Những cái tiếng tàu này là cái này sao mình có thể là mình dịch ra coi chú. Thì cái lát người ta đọc. Dạ. Để ta đọc cho mình nghe nè. Dạ. Cái này dịch gì đó đọc luôn chứ đâu dịch gì. Dạ. Này Đại Nam Quốc là Tịnh Độ Phú Thịnh Ngãi Tổng An Lập là chỗ này xã An Lập. Dạ. Đó thông cư phụng Phật cha chủ đó. Dạ. Đường Đệ Nguyễn Văn Vũ. Dạ. Là em đó, nó cúng cạnh đó đó. Dạ. Em là con của tôi. Hiệp trai. Dạ. Gia quyến đảng báo báo nghĩa là nghĩa tình đến em. Dạ. Đó. Phục vì dân Tư Độ Hiển Linh Nguyên Cư Trần Lưu Quận Tránh Nguyễn Quý Tâm Đệ Mạnh Hàng Tự Giết. Đệ Mạnh là nói thứ hai đó. Dạ. Ừ, bởi nói sao Đệ Mạnh không biết cái vũ gì đó. Hàng Tự Giết Thiện Tánh Nhất Vị Thần Hồn. Yeah. Mơ mạng sanh ất hợi niên là nó tuổi hợi. Yeah. Mùi hoạt dịch thời thọ sanh hưởng phước nhị thập thất tế là nó 27 tuổi. Yeah. Tử ư tăng sủ niên nhị hoạt sơ lục nhật mà coi chết bây giờ là tôi tính để bây giờ là tôi biết là tôi để giờ đó cũng như bây giờ là bạn chung là bạn chết đấy biết không. Bây giờ nó tính nó để coi nói là mấy mày gặp 11 giờ phải không? Để hình thân giả tức hỏi đi, giờ hỏi đi, hỏi thằng bạn chung cái này là gửi là chắc ăn nó lãnh được đó. Dạ. Gửi xuống dưới ha. Ừ. Dạ. Lát ra cúng rồi mới đốt cái này xuống dưới cho đó. Dạ. Bây giờ là dọn ra cúng nữa ha chú. Dạ. Biết đâu cúng này là binh lính. Dạ. Binh lính này nó mới là lát mới đem tiền bạc cho nó được, cũng như có người đặng mà cũng có lính rồi mà đem. Dạ. Tiền bạc chứ mà không có lính là không có làm sao mà tiền bạc nó đem đi được. Dạ. Dạ. Ta giật làm sao. Ma quỷ nó giật. Chị Sáu ơi. À? Ủa vậy là hồi đêm hôm đi là mẹ của em Tâm cũng không có luôn, đi luôn hả? Không luôn. Sao kỳ vậy? Cho hay cúng rồi cũng không hạnh luôn. Lấy vậy là tối là chỉ có hai cậu cậu mợ đi hả? Cậu mợ đi rồi ông gánh ông cư sĩ rồi cháu ông gánh nữa. Mà mình đã có nói rồi mà sao kỳ vậy? Sao mà thì mẹ cha của... mẹ nó cũng có lên đây nó nói chuyện mà, nhưng mà cha mẹ nó không lo, cha mẹ nó bỏ thì cậu mợ đi luôn chứ sao giờ. Bữa hồi bữa là mẹ của em Tâm đã có nói là về đây ở luôn rồi đi chục dông cũng có nói với chị rồi mà tại sao mà lại không đi chết luôn rồi chứ. Hồi này là chết cúng em. Hồi nãy lúc mà tôi đi chợ gì rồi tôi nói anh ơi, giờ điện chị Năm. Ừ. Nói bên này là cúng tứ thắt đó. Yeah. Là bốn thắt đó là cho nó đó, chị có lên được nó không, mất đi công chuyện không có lên được đâu, nó lặt ngang lặt ngửa vậy đó. Vậy đó hả? Rồi anh này mới tức nó nè, rồi đó cứ cái cuốc điện thoại này là tôi điện lần cuối đó nghe. Dạ. Lần cuối cùng đó, rồi lát nữa Minh Thiện có lên quay hay hoặc là có lên quay tôi lên tiếp tôi cũng vẫn nói y thinh vậy luôn. Đó là tôi cho hai mẹ nó rồi cuốc điện thoại này là lần cuối cùng. Sao kỳ vậy ta, sao mà không chịu đi lặng, nói chung là lần đầu như mình có lỗi đi rồi lần sau là mình phải đi chứ mà sao mà bây giờ là không biết có cái vấn đề gì không. Với ai nữa sợ đi với sợ nói với Minh Thiện đi có công an hộ tống cho chỉ với ảnh mới đi, còn không có công an hộ tống thì không đi. Sao bà con ở dưới hả? Sao bà con ở dưới thì mình làm phẫn nộ sao ha? Thì bởi vì mới sợ. Nhưng mà mình biết lỗi rồi thôi, bà con người ta cũng hiểu mà. Tại sao mà không hiểu, chịu đi? Xin lỗi, người ta cũng đều qua rồi mà. Không đi thì cũng không biết sao. Dạ. Chạy đi thôi, mình lỡ giúp bà giúp luôn đi mấy cậu ơi. Dạ. Thôi lỡ giúp bà giúp luôn đi ha mợ ơi. Tại vì khi mà clip lên á thì bà con người ta rất là thương cậu mợ đã lo cho em thiệt, em Tâm. Đó, cho nên thì cũng cảm ơn thay mặt thì bà con cũng cảm ơn cho cảm ơn mợ. Ờ giờ này nó lu bu dữ ha cậu Sáu. Lu bu rồi. Dạ. Bữa nay nó cứ tư cho nó nè. Là nhờ ông gánh ông cơ sĩ hết, lo toàn bộ hết. Đó. Hồi tối đi là mấy giờ thì sao? Ở đây mình 6 giờ rưỡi 7 giờ mình lên xe. Ừ. Xuống tới dưới cúng rồi là 11 giờ. Ừ. 11 giờ khuya á. Rồi là xong rồi mình đi về luôn hay sao? Về luôn, cúng xong rồi là dẫn nhông về luôn chứ không có ở đó. Ừ. Là về tới đây là 3 giờ đúng. Ừ.
giờ chuẩn bị cúng đó anh sao? Đúng 2 giờ hả? Cúng 2, đúng 2 giờ. Cũng như là mình ông gánh cư sĩ rồi đó. Ừ. Lại tới giờ nào thì ông sắp xếp cúng rồi đấy. Ừ. Lễ mình nói đây là cúng nhà, là cúng mừng tần hay là cúng lễ gì? Cúng thất tần. Tần thứ mấy về? Tứ thất. Rồi hồi tối là mình đi là lúc mấy giờ? Lúc đi là ở đây đi ha. Ờ, ở đây mình đi 6 giờ. Ừ. 6 giờ tối ha, 6 giờ chiều tối đấy ha. Rồi đi xuống dưới tới dưới là mấy giờ? 9 giờ đó. Xuống dưới cỡ 9 giờ mấy gì đó. Ừ. Bởi vì xuống tới dưới thì cũng lay quay lu bu gì đó. Cũng không có cái lo coi được cái đồng hồ. Ừ. Lấy cái bỏ nhỏ chứ. Xây ngang thì mấy ông gánh cái sĩ rồi đó. Ừ. Cũng dọn ra cúng giấy đó. Ừ. Đây dẫn dòng nó về đó. À. Cũng có quay lên cái clip để mình dẫn dòng nó về đó cũng có. À. Rồi về tới đây mấy ông này ông gánh cái sĩ đồ mới đưa vô trong tới nhà luôn. À, đem vô nhà thẳng đem vô nhà luôn nè. Rồi mới tụng kinh rồi mấy ông mới đi về. Ừ. Về là bữa nay là mấy ông là lên đây cúng đó. Ừ. Cúng tứ thất cho nó. À. Thất thứ tư. Bây giờ bốn ba bốn thất rồi đâu có cúng được cái gì đâu. Ừ. Là thất này thất thứ tư nè. Trước đó là anh Tâm đã về rồi. À. Là đêm hôm á là nó lên cả nó kêu nó thiệt cái giò của thằng anh nó. Ờ đêm hôm nữa ha. Ừ, là 2 giờ. Anh lãng hàng gì đó không? Không. Con của người chị thứ ba trên này. Ờ anh bà ơi. Là 2 giờ. Nó lên kêu. Ừ. Rồi cái vợ tôi nó về tới đây đi. Rồi nó cũng nằm ngủ thiêu thẻo đi, nó thấy về giỡn với mấy thằng con tôi quá trời luôn rồi. Ờ. Ừ. Ừ. Là chắc ăn rồi đó. Ừ, nó giỡn quá trời giỡn luôn rồi. Nghe nói tôi cũng mừng thiệt. Đó. Ừ, này khán giả cũng mừng dữ lắm mà. Nếu mình gặp vậy là có cảm nhận được rồi đó. Ừ, bởi vì nói chung ra là mình nói đó, chung là ông gánh ha. Dạ. Là cũng như là thủ tướng ở ngoài vậy đó. Ừ. Chung ra là ông lớn vậy đó. À. Đạo hiểu nghĩa là ông gánh là cao nhất rồi. À. Ông gánh là cũng như là thủ tướng đó. Dạ. Còn như cư sĩ là kế ông gánh, thăng bằng không tính nữa. Kế vậy đó. Là... Nhưng cái ông chú Út đó là ông lớn nhất đó. Là ông là ông đó. Vậy là hôm có về kêu dò vợ anh á. Kêu dò em. À, rồi vợ anh thấy gì? Thấy về dẫn với mấy thằng con nữa. Ờ vậy đó hả? Ờ, mấy thằng em đó. Rồi có hỏi chị có sợ không? Hay là mừng? Dạ gì có sợ, dạ gì có sợ nó còn mừng nữa. Thấy luôn á. Nếu mà khán giả lên xe đó mừng lắm à. Lên xe đi giật đường nó còn nói nữa, nói á Tâm ơi mày độ cho mợ đừng có ói nha. Mợ mà ói là ói lên đầu mày luôn á. Rồi đó, đi, ừ đi bận đi, đi về không ói luôn. À. Về tới đây là mấy giờ anh Sáu? 3 giờ. 3 giờ sáng đó hả? 3 giờ sáng. À. Là cũng như là mình để trong cái khai lễ á. Hương là đốt trực chiến luôn, đốt tự dưới về tới đây luôn, không cho tắt luôn. À. Không tắt luôn. Ờ vô tới nhà luôn, không tắt luôn. À. Là tới ông gánh cư sĩ rồi cúng luôn á, là đốt trực tiếp tới sáng luôn đó. Dạ. Không để cho hương tàn luôn mà. Dạ. Chị cũng mừng. Rồi có cái khoảng này tôi cũng nên nhắc nhở với chị tôi. Dạ. Nha. Bữa nay là cúng con của chị. À. Mà hồi sáng á. Anh bình tĩnh, đừng xúc động, tại vì cái gì cũng cái số hết trơn á, trời sắp đặt hết rồi, anh đừng xúc động. Tôi đừng cho chị á, nói chị Nam ơi bữa nay cúng con của chị nè, chị có lên được không? Chị nói không, rau mắc kẹt không chuyện rồi, bà con của mình mà chị đó, tôi là cậu là cái gì? Tôi cậu tôi đâu có nhầm gì đâu thiệt luôn. Đúng rồi, chỉ là mẹ ruột, chỉ là mẹ ruột mà chỉ không lo anh luôn đó trời. Mà tôi là con tôi có gì đâu. Dạ. Tâm đi, khán giả ở đâu cũng ủng hộ anh nhiều lắm. Tôi nhắc nhở cho chị biết một lần này thôi. À. Từ đây tới sau tôi không cho chị ngay nữa. À. Chị em thì là tôi nhiệt tình dữ lắm luôn rồi. À. Chị là á, chị lên bàn tính với vợ chồng tôi nói, bạn ơi, anh với chị là tính lên đây á, hỏi ý kiến của hai chồng cưng. À. Anh giao cho chị á, đi dẫn dông Tâm về. À. Hai vợ chồng tôi cũng đồng ý, nói ờ chị về thì tôi giao lại cho chị, tôi không có dành. Đúng rồi. Bởi vì con của chị, tôi là cậu. Đó. Phải chị mà không có cha có mẹ thì tôi lãnh. Ừ. Còn này có cha có mẹ tôi giao lại, dứt cuộc rồi cũng bỏ luôn, rồi đi hôm hai vợ chồng tôi cũng đi. Thì hôm qua sáng có ra đăng cái clip mà chị hứa hẹn hôm qua đó. Ừ. Chị đã hứa rồi mà sao kỳ vậy ta? Không biết sao. Thiệt tôi chết đâu, rồi. Tôi tuổi dữ dằn luôn á, thiệt luôn. Rồi, anh cố gắng lo cho cháu cái giai đoạn này đi. Bữa nay
cũng biết anh em cũng nhìn thấy đó. Tôi cũng làm sẵn sàng cho con cháu đàng hoàng. Chứ không phải mà tôi nói về đây tôi cúng cái cuộc về đây là tôi bỏ liều đâu, không có. Trời ơi. Không có đâu, chẳng thà mình không làm thì thôi, làm thì phải làm. Tôi cũng cầu muốn anh em ở tới nhà quay lên một cái clip này cho thấy khán giả nó coi nha. Thử coi tôi có thật sự là tôi làm được như vậy không. Dạ. Đó. Thử coi tôi có tận tình tôi lo được cho cháu tôi không. Nói thiệt, con tôi cũng sao thì tôi cũng cháu tôi như gan vậy. Yeah, yeah. À, tại vì cái này quá trời gấp rồi. Không có kịp gói bánh nấu chè rồi cho nó thôi. Chứ mà kịp gói bánh tét nè, rồi bánh cúng bánh cấp cho nó, chè xôi đàng hoàng. Chứ không phải là cúng đơn sơ như vậy, tại vì quá gấp. Mới đi đêm hôm mà về sáng này là cũng đâu kịp đâu, gói bánh đồ này kịp mệt đâu. Mệt lắm, mệt lắm. Thiệt luôn á. Thì khi tụi em lại làm clip thì cũng muốn để cho chị xin lỗi bà con. Thì cũng đi với hai cậu mợ đi xuống dưới để chụp hồn về. Nhưng mà tại sao mà bây giờ lại có cái trường hợp như thế này là chị không lên nữa. Tới bây giờ là bây giờ anh đi xuống dưới anh chụp hồn về là chị không có đi rồi. Mà bây giờ giấc sáng chị cũng không lên luôn. Có điện cho hai luôn mà nói mất có công chuyện rồi. Không lên. Công chuyện gì dữ gì trời. Không biết là lý do sao. Rồi Dượng cũng không có lên luôn. Không lên. Đã, Dượng không lên thì vợ đâu có lên được. Bởi vì vợ là dưới quyền vợ chồng rồi. Đâu có lên được. Ông này ông dòm thôi mà là mày bà xã rồi. Khỏi cần chửi nữa. Gì đó hả? Đó. Ở dưới người ta không biết, người ta nói chị của tôi á là cầm quyền ông này mà rốt cuộc không phải. Không phải cầm quyền đâu. Chồng mấy người ngoài ngoài á không bằng chị em ruột đâu, nói thiệt luôn. Nói sao sao hiểu hết. Chứ không phải là không. Chị là cái số Tâm ở đây rồi. Ừ, cái số nó ở đây rồi. Đáng lẽ là hôm qua nghe nói vậy thì Tâm về bển cũng cũng cha mẹ nó lo gian khói, bây giờ là không có lo được cái vấn đề đó luôn. Đúng rồi, không có lo được, giờ về vợ chồng tôi lo sẵn sàng hết. Sẵn sàng hết đó, anh em cũng nhìn đó. Bởi vậy cái số của Tâm đúng là khổ thật. Nếu anh Sáu nghĩ đi, khi mà ở trong bụng mẹ thì mất cha, thì khi chết á thì không có mẹ, mà bây giờ tới cái ngày mà thắt cũng không có lên luôn, không có mẹ, không có Dượng luôn. Mà trước khi tôi nói cho hai chú vậy, hai anh vậy nha, không phải mà tôi dẫn dông về hồi lúc trước đầu tiên á, không phải mà chú Thiện á cũng lên đây kêu tôi, vợ chồng tôi nói có cha có mẹ để cho cha mẹ nó làm, phải không? Rồi sao lại á? Chú Thiện cũng điện tới lui hoài, nói cha mẹ nó không đi rồi, lên đây cậu với mợ gán đi làm cho nó đi. Nó thì phải gán đi, mà trong khi đi á, tôi không phải là tôi nghĩ gì tiền mà tôi biết có người ta cho tiền hay không, là cái đó là tôi không biết thật sự thiệt. Đó, rồi lên xe, rồi người ta mới điện cho chú Thiện á, là người ta hỗ trợ cho tiền, là chú Thiện mới nói á, có cho tiền thì tôi nhận cho cậu với mợ nó thôi, chứ còn cha với mẹ nó thì tôi không nhận nữa. Chú Thiện có nói là thật sự luôn. Nó đúng là buồn thiệt chứ, bây giờ là nói thẳng luôn đó, là trong khi đó là bữa đó chú Thiện giao đưa là 70 mấy đó, đã coi được cái clip đó mới lên thôi. Nói thẳng luôn là vậy luôn đó. Chắc là chỉ thấy tiền cho nên chỉ mới dài mới dài đó chứ không phải là ấy đâu thiệt. Như người ta nè đi làm, con bây giờ không có tiền cũng phải làm nữa. Con không có tiền cũng phải làm. Nhưng mà khán giả hoặc là mạnh thường quân ta làm gì ta cảm nhận cái tâm thôi. Cho dù người đó làm lẹo lách cơ nào người ta vẫn biết cái sao không biết được. Nói chung ra là vậy, ai cũng biết hết. Đứa con nít giờ nó cũng hiểu biết chứ đừng nói cái gì đó. Bởi vì khổ thiệt. Số của em nó đúng là thiệt chứ khổ thiệt. Bây giờ là ở trong bụng mẹ vậy mà khi chết cũng vậy, bây giờ tới cái ngày thắt cũng không có ai hết trơn, chỉ có bên cậu. Tội hơn con tôi lắm, con tôi nè hai anh em nó đứng ra cúng luôn. Dạ. Em của con tôi đó hang đứng ra cúng luôn, mà bây giờ Tâm nè nó thằng em út là con của tôi đó hang đứng ra cúng cho nó luôn nè. Đứng ra cúng cho nó luôn. Thằng Tâm nè bởi vì nó nhỏ nó tụng kinh được, cúng cơm được, còn mình lớn mình cúng cơm không được. Chỉ là mình đứng ra mình làm cái gì này nè cho nó đứng nó cúng. Nói chung là vậy đó. Để em coi. Thôi cố gắng ha, đừng có buồn nghe ha ba. Không sao. Quy Phật quy bác quy tăng. Chờ biểu ơn với Phật tiền kiếm ngân thần.